Trướng bụng, đầy hơi thường gây ra cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt của người bệnh. Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần xác định nguyên nhân gây ra bệnh. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng. Có thể là do ăn nhiều chất tinh bột mà cơ thể không đủ hệ thống men để chuyển hóa hết số tinh bột đó. Ăn uống quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt vội vàng, khi uống nước dễ nuốt cả hơi vào dạ dày. Ăn nhiều chất béo, gia vị, các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Một số thức ăn hay gia vị khi đưa vào dạ dày tạo nên một phản xạ gây co thắt lỗ thực quản dưới, dễ gây nên tình trạng ợ hơi hoặc ăn xong đã vội vàng đi nằm nghỉ ngay. Do rối loạn vận động, nhu động ống tiêu hóa, dạ dày, ruột làm cho dạ dày lúc nào cũng đầy thức ăn và thức ăn xuống ruột chậm gây cho việc tiêu hóa thức ăn gặp khó khăn, hoặc do rối loạn bài tiết dịch mật, viêm tắc đường dẫn mật. Bệnh trào ngược thực quản, ngoài đầy hơi trướng bụng còn gây nóng rát phía sau xương ức, ợ nóng, ợ hơi hay ợ cả da nước trong. Trướng bụng đầy hơi cũng có thể là do rối loạn hệ thống vi khuẩn trong đường tiêu hóa, làm cho thức ăn không đủ men để chuyển hóa thức ăn, gây ứ đọng, lên men và sinh hơi. Các bệnh thuộc đường tiêu hóa như bệnh về dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng viêm đại tràng kích thích, bệnh giảm nhu động ruột gây trướng hơi, đầy bụng bởi vi khuẩn lên men tinh bột tồn tại lâu ngày trong lòng đại tràng. Do ứ phân lâu ngày như trong bệnh táo bón hoặc sau một số phẫu thuật về đường tiêu hóa như phẫu thuật dạ dày đại tràng. Ở trẻ em, những trường hợp đau bụng không tìm thấy nguyên nhân khác thì có tới 40% là do rối loạn hấp thu sữa gây nên tình trạng trướng bụng đầy hơi. Ở những người hay lo âu, thần kinh căng thẳng, gặp stress cũng có thể gây ra đầy hơi hay trướng bụng. Ngoài ra, tình trạng này còn có thể là do người bệnh dùng một số thuốc làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý bình thường của hệ tiêu hóa. Ví dụ như dùng thuốc trong bệnh suy tuyến giáp trạng, trong bệnh tăng huyết áp hoặc thuốc dùng chữa bệnh trầm cảm. Khi bị đầy hơi trướng bụng, cần thiết phải đi khám bệnh để xác định nguyên nhân. Khi đã xác định được nguyên nhân thì việc điều trị chứng đầy hơi trướng bụng dễ dàng hơn rất nhiều. Ăn uống đóng vai trò khá quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh. Cần ăn chậm, nhai kỹ, không nuốt vội vàng hay không ăn quá no. Một số loại thức ăn có khả năng gây đầy hơi thì nên hạn chế sử dụng. Những loại thức ăn này cũng có sự khác nhau ở cơ địa từng người, nên lựa chọn những loại thực phẩm dễ tiêu, hạn chế ăn thức ăn cay, chua, các chất kích thích như cà phê, rượu bia hay thuốc lá. Nên hạn chế ăn kẹo, đặc biệt là kẹo cao su, bánh ngọt. Tăng cường rau xanh như các loại rau khoai lang, rau mồng tơi, rau đay hay rau muống. Vệ sinh răng miệng hàng ngày, tránh để thức ăn thừa bám ở chân răng, trong khoang miệng. Ăn xong không nên đi nằm ngay hoặc ngồi lâu một chỗ mà nên đi lại nhẹ nhàng. Ngoài bữa ăn có thể dùng tay xoa bóp, massage bụng để làm tăng nhu động của dạ dày ruột, giúp cho việc tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tránh ứ đọng thức ăn nhiều ngày. Duy trì chế độ tập thể dục nhẹ nhàng để làm tăng nhu động ruột một cách hợp lý như đi bộ, chơi thể thao, tập hít thở để cơ hoành vận động làm tăng nhu động của dạ dày và ruột.